Hello. Đây nha, vịt Văn Đinh nha, sáng nay mua nha, ngon chưa? Hôm nay hôm qua. Hôm nay ba anh em tổng kết lễ. Miu. Miu ăn vịt Văn Đinh không? Không à? Miu bảo không. Không. Thơm nhỉ. Đấy. Đặc sản của Vân Đình, đặc sản Vân Đình Hà Nội đấy. Này phán lệ nhá, cái bảo vịt quay ngon lắm. Vịt quay ngon mà nó quay hết mỡ, bớt mỡ đi, chảy hết mỡ đi. Nào. Chúc sức khỏe nha, ngày lễ cuối cùng. Đó. Cái này. Ôi da, rượu Kim Sơn ngon quá. Đây là cái đuôi này. Tới cái thị trấn Vân Quế, Đình mà đuổi kia cơ. Cả cái tuyến phố giống như cái bếp ấy, khói cúm cả đường này. Khói bay nghi ngút ra đường thơm lắm. Này bên này là anh Sam, còn kia là bác Hải Gia thì ai cũng biết rồi. Rồi. Gương mặt thân quen. Đúng rồi. Còn đây là Mao. Miu. Mao. Miu. Ngon không Mao? Con mèo nó rụt đi đâu rồi? Giống thế đâu? Trước mặt chúng ta là thị trấn Vân Đình thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi đến thị trấn Vân Đình để kiếm con vịt quay mang xuống chiêu đãi anh em. Trưa nay nhâm nhi vài khoai rượu cũng vui vẻ nhân ngày lễ cuối cùng của kỳ nghỉ, ngày nghỉ cuối cùng của dịp lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương. Vịt quay Vân Đình là một món ăn rất nổi tiếng Bắc Bộ. Rất nhiều người biết đến vịt quay Vân Đình. Hôm nay tôi sẽ mua một con. Hôm nay Lương Nam chọn con đường này để đến với thị trấn Vân Đình mua vịt quay. Lát nữa Lương Nam sẽ cho mọi người xem vịt quay Vân Đình. Mỗi lần đi qua thị trấn này tại những nơi mà họ bán nhiều vịt quay rất là thơm, khói thơm nghi ngút, thơm phồng cả mũi. Ở đây là làng Bạch Ngõ, rất là nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội. Đây. Cờ lễ hội treo dọc hai bên đường. Đây, lễ hội đây. Hết kỳ nghỉ lễ lại đến lễ hội. Mà có bay nhỉ.
Việt Nam, một đất nước rất giàu bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc và rất nhiều công trình kiến trúc văn hóa lịch sử, và cũng rất nhiều lễ hội. Quanh năm mùa nào cũng có lễ hội. Nhưng tập trung nhiều nhất là vào dịp đầu năm mới và Tết Thanh Minh. Tháng 3 là Tết Thanh Minh, tháng 3 âm lịch. Là ở miền Bắc rất nhiều lễ hội, nơi nhà Lương Nam đi xuống thành phố Phủ Lý có rất nhiều đường, rất nhiều phương án lựa chọn. Hôm nay Lương Nam chọn đi theo quốc lộ 21A về thị trấn Vân Đình là có mục đích. Như lúc này Lương Nam đã nói, đó là kiếm con vịt quay Vân Đình rất thơm ngon, để trưa nay mấy anh em tổng kết lễ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, ngày Lương Nam trực đơn vị. Ôi trời, đây là thị trấn Vân Đình. Nhìn có vẻ vắng bóng lắm. Chúng ta đang tiến vào trung tâm thị trấn Vân Đình. Đến chỗ này đã ngửi thấy mùi thơm của vịt quay.
đấy, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều lò quay. Khói bay nghi ngút. Đây, một lò quay vịt. Một lò quay vịt. Để kiếm chỗ nào. Ủa, vịt quay ở đâu đây? Ta sẽ quay lại cái lò quay này để chúng ta mua. Ở chỗ kia đấy. Qua đường nên phải tắt máy. Vịt quay Vân Đình nha. Rất ngon. Chỗ này là quay xong rồi đấy à, chị ơi. Quay xong rồi đấy hả? Cái này bán cân hay bán con? Một con bao nhiêu? 109 hả? À, bớt được không? Đây à. Xong chưa? Đây là vịt quay. Rồi ok. Lúc này là khoảng 8 giờ sáng. Trả tiền là về thôi, đi thôi. Ngon chưa? Vịt quay gói đây rồi nha. Đây, đây thị trấn Vi Đình, Vân Đình đây. Vịt quay nghi ngút khói. Mua được vịt quay rồi. Lương Nam lại tiếp tục hành quân. Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm thị trấn Mỹ Điện ở Vân Đình nha. À, hình như rẽ bên này chứ. Đúng rồi, rẽ bên này là về luôn. Đây vẫn đang là thị trấn Vân Đình nha. Cứ đi theo con đường này chúng ta sẽ tới cầu rẽ. Cầu rẽ ngày xưa là điểm đầu của tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Và khi ra tới cầu rẽ thì chúng ta sẽ theo quốc lộ 1A để chúng ta về Phủ Lý. Đi đường này nó dễ hơn. Rồi, chúng ta sẽ dừng quay tại đây.